Chào các bạn tin nhanh 247. Cận cảnh Ceterra phân khối lớn Honda SH 300i giá 248 triệu đồng. Honda SH 300i với thiết kế bên ngoài không có nhiều thay đổi so với phiên bản Honda SH 150i, nhưng lại có kích thước và trọng lượng lớn hơn. Cụ thể xe có kích thước bao gồm dài nhân rộng nhân cao 2131 x 730 x 1195 mm, trọng lượng lên tới 169 kg. Trong khi đó SH 150i chỉ có 2026 x 740 x 1158 mm và nặng 135 tới 136 kg. Điểm nhận biết rõ rệt trên chiếc SH 300i chính là cặp đèn LED định vị ban ngày được thiết kế hình chữ V ôm trọn hai bên đầu xe. Bên cạnh đó là hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED tương tự như người anh em SH 150i. Còn về phần đuôi, xe vẫn được thiết kế vuốt ngược về phía sau cùng với hệ thống đèn LED dạng chữ V ngược. Chiếc SH 300i nhìn từ phía sau rất ngầu. Còn về mặt đồng hồ trên chiếc xe được thiết kế chia làm 3 phần riêng biệt: đồng hồ tốc độ trung tâm cùng với hai đồng hồ hiển thị nhiệt độ động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu ở hai bên trái phải. Xe còn được trang bị màn hình điện tử thể hiện những thông tin phụ như thời gian, chip, odo, lượng tiêu hao nhiên liệu v.v. Chiếc xe được trang bị công tắc bật động cơ như các mẫu xe thể thao. Hệ thống đèn LED định vị chiếu sáng luôn bật trong tình trạng chiếu gần theo đúng tiêu chuẩn châu Âu. Thêm vào đó là nút Exit để nháy đèn pha khi cần. Hệ thống khóa xe bằng nút xoay có chìa khóa thông minh đã trở thành bản tiêu chuẩn của nhiều dòng xe của nhà Honda. Bên trái của chiếc SH 300i là một hốc để đồ cỡ nhỏ. Và tất nhiên, chiếc xe được trang bị hệ thống chống bó cứng ABS trên cả hai bánh trước và sau. Chiếc xe còn được trang bị lớp cỡ lớn với vành vành hợp kim 6 chấu kích thước 16 inch cho cả hai bánh trước và sau. Ống xả bầu dẹp của chiếc SH 300i, phần đầu xe được đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Động cơ của chiếc xe là loại SOC được trang bị phun xăng điện tử BMFI có dung tích 279cc. Do đó, chiếc xe có khả năng sinh ra công suất tối đa 24,8 lực tại vòng tua 7.500 vòng phút, moment xoắn cực đại 28,5 Nm tại vòng tua 5.000 vòng phút. Cốp xe có dung tích 19 lít, đựng vừa một mũ bảo hiểm full face. Ngoài ra có cổng sạc của ACC 12V được đặt ngay dưới bên xe, không có tại không gian thuận lợi cho người lái khi muốn sạc một thiết bị ngoại vi. Tay sách sau của chiếc SH 300i cũng được thiết kế vuông vắn hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại ở clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share và nhấn subscribe.